Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bài mồi ngũ cốc, chiên câu cá trôi, chép, chấm và rô phi nha các bạn. Thì mình đã đi câu cá rất là nhiều lần rồi. Mình coi cái bài mồi ngũ cốc này lên rất là nhiều cá trôi, chép và cá chấm và cá rô phi. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua những nguyên liệu về và chúng ta sẽ tự làm ra một bài mồi ngũ cốc để chúng ta câu cá để đạt hiệu quả cao nhất. Bài mồi này của mình là chuyên săn hàng các bạn, hàng cũ á, lại mà nhắc ăn lại lại và lại kén mồi đó. Thì ở trong cái bịch này là những cái thành phần để chúng ta làm mồi. Thành phần của chúng ta nó gồm có như sau các bạn à. Đây là mè. Mè các bạn. Hiện tại là mình đang có 1 kg mè. Đó. Thành phần đầu tiên nha các bạn. Mè, 1 kg mè. Thành phần thứ hai đó chính là gạo nếp. Mình đang có 1 kg gạo nếp nha các bạn. Đây, gạo nếp. Thành phần thứ ba là đậu xanh. 1 kg đậu xanh nha các bạn. Thành phần thứ tư, đây chính là đậu phộng. Mình đang có là 1 kg 2 đậu phộng. Trong tất cả các thành phần này là chỉ có đậu phộng là nhiều nhất. Đó, để tại vì mồi này là gọi là mồi ngũ cốc khô. Chúng ta để vài tháng hoặc cả năm cũng được. Mồi chúng ta nó sẽ không bị hư. Và lưu ý là các bạn làm mồi bằng rang lên thì các bạn phải cho mồi chúng ta nó sẽ giòn và không có để được ướt mồi. Vì vậy để vậy mồi chúng ta sẽ giữ được lâu hơn. Chúng ta để vài tháng hoặc cả năm luôn. Khi các bạn đem đi câu rồi thì mồi chúng ta vẫn bình thường, không một vấn đề gì hết. Đó. Cái nguyên liệu cuối cùng đây chính là đậu nành, còn gọi là đậu tương, đỗ tương đó các bạn. Tại vì mình sẽ nói cho mấy bạn ở ngoài Bắc biết đậu phộng còn gọi là lạc nha các bạn. Đó, đậu phộng còn gọi là đỗ lạc đó. Còn đậu đậu xanh này, đậu xanh này còn gọi là đỗ đỗ xanh đó, đỗ xanh. Ở ngoài Bắc thì các bạn thường hay gọi là đỗ xanh. Cái này dành riêng cho các bạn ở Bắc thôi. Đó. Mè. Mè còn gọi là vừng. Ở ngoài Bắc á là gọi là vừng. Mình ở trong Nam mình gọi là mè nha các bạn. Đó. Còn riêng về cái gạo nếp này á, các bạn mà không thích xài gạo nếp á thì các bạn cứ lấy thẳng gạo mình nấu ăn cơm á, các bạn làm cũng được. Tại vì mình quen xài gạo nếp rồi. Tại vì gạo nếp rang rang lên á, nó sẽ xay nhuyễn ra, sẽ có một cái mùi nó đặc biệt. Vậy mình rất thích xài cái gạo nếp này. Rồi, bây giờ mình thì đây là có 5 cái nguyên liệu để chúng ta làm bài mồi ngũ cốc, chiên chiên câu cá trôi, chép, chấm và đậu phi săn hàng cho các bạn luôn. Đó. Tại vì bây giờ cũng sắp đến mùa nắng rồi, mùa nước cạn. Thì tới mùa nắng rồi mình chiên câu cái bài mồi này thôi. Còn về mà cách trộn mồi như thế nào thì mình sẽ làm riêng một cái clip trộn trộn cái bài mồi ngũ cốc, chiên câu cá trôi, chép, chấm và rô phi này cho các bạn xem hơn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ rang. Đó. Giờ mình sẽ bỏ những nguyên liệu này qua một bên. Đó. Hiện tại là mình đang có một cái chảo như thế này. Đó, thấy không? Tại mình đang có một cái chảo như thế này. Bật lửa lên. Hình như nó hết ga rồi hay gì các bạn à. À, hết ga rồi. Sao? Thì mình dùng cái bếp ga này á, mình phải chuẩn bị ga cho thật là nhiều, 2-3 bình ga các bạn nè. À. Đây đó,
các bạn đậy lại. Đó các bạn, có lửa rồi đó các bạn à. Các bạn để chảo lên cho nó nóng chảo nha các bạn. Đó, cho nóng chảo. Và mình đã chuẩn bị một cái thìa như thế này để chúng ta đảo mồi các bạn. Các bạn nên nhớ là các bạn và rang mồi cho chúng ta nó thật là chín đều. À, rang nó lên mùi thơm khét. Như là khi lúc đó khi chúng ta câu cá nó sẽ được ok và hiệu quả hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ để nóng chảo. Thì cái thành phần nào mà khó rang nhất thì mình sẽ rang trước. Đây là gạo nếp. Thành phần này nó rất là lâu lên vàng. Vậy mình sẽ rang trước nha các bạn. Tại vì thời gian của mình nó gấp gút quá, tối mình còn phải đi làm nữa, nên hôm nay mình sẽ làm một phần nửa thôi. Đó, mình làm nửa ký nha các bạn, chứ mình không có làm nhiều được. Rồi, mình làm nửa ký cái này thôi, nửa bữa bạch này thôi, chứ mình không có làm nhiều được. Tại vì mình còn dưỡng sức để tối mình phải đi làm nữa các bạn nha. Đó, phần này rang rất là lâu luôn các bạn à. Đó, các bạn cứ dùng tay nè, đảo cho nó thật là đều lên. Thì bây giờ cũng 8 rưỡi rồi. Chắc tình hình là mình làm xong hết cái 5 nguyên liệu này chắc đến khoảng 11 giờ thì nó mới xong được. Thì mình rang rất là kỹ các bạn nha. Cái điều quan trọng của thành công của bài mồi đó chính là mình phải làm rang làm sao á cho nó thật là kỹ. Và cách mình bảo quản mồi và trộn mồi như thế nào, và khi lúc đó chúng ta câu cá nó sẽ được hiệu quả hơn. Đó các bạn. Các bạn cứ dùng cái thìa này nè, bạn ra đảo thật là đều lên cho cái gạo nếp này chúng ta nó thật là đều, nó không có bị cái hột nào mà vừa chín hoặc là vừa chín tới. Cho tất cả những đều này khoảng đạt cái độ là được 90% là coi như là đều nha các bạn. Đó, các bạn cứ dùng tay đảo thật đều lên nè, thật đều lên là cho nó thật là vàng luôn là sẽ được ok. Ok các bạn, đó, mình đã rang xong cái gạo nếp rồi, nó đã lên cái màu vàng như thế này rồi là ok các bạn nha. Các bạn hành đổ ra ngoài cái thao kia cho mình rồi đó, ở đây các bạn. Bây giờ mình sẽ rang cái thành phần tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ rang cái đậu xanh nha các bạn, nửa ký đậu xanh thôi, tại vì hôm nay mình không có nhiều thời gian. Mình sẽ làm một nửa đậu xanh, đổ xanh đó, nước bịch nha các bạn. Đó, các bạn dùng cái thìa nè, các bạn đảo đều lên. Ok các bạn, thì bây giờ mình đã rang cái đậu xanh này xong rồi các bạn. Các bạn bỏ ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Đây, bây giờ mình sẽ rang cái thành phần tiếp theo nha. Ai gọi kia? Bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha các bạn. Đây, mình sẽ rang nửa ký đậu phộng. Đó, ok. Các bạn có dùng cái thìa này các bạn rang nha các bạn. Bạn rang thật là đều nha, cho đậu phộng chúng ta nó chín đều nha các bạn là ok nha các bạn.
thật là đều luôn, đều tay. Tới hết ngoài rồi. Cái này nó có dính mấy cái cọng gì các bạn à, không biết nữa. Mình lấy ra. Cọng trắng trắng nè. Đó, các bạn dễ nhìn. Ok các bạn, mình đã rang cái đậu phộng này nó lên lên cái màu thơm khét rồi các bạn nè. À. Thôi các bạn cũng bỏ ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ rang cái thành phần tiếp theo nha các bạn. Đó chính là đậu nành. Còn gọi là đậu tương, đỗ tương nha các bạn. Chứ rang nửa ký nha. Đó, sẽ đang nửa ký. Ok. Các bạn cũng dùng cái thìa này các bạn đảo cho nó đều lên. Nó lên được cái mùi thơm khét. Đó, cho cái đậu cái đỗ tương này chúng ta nó vàng. Trở vàng giòn là ok nha các bạn. Các bạn cứ đảo thật là đều tay là được. Đó. Cho mỗi chúng ta nó đều với nhau. Nó đạt cái hiệu quả cao nhất nha các bạn. Có thể nha. Nó dính mấy cọng lên đây các bạn ơi. Nè. Cọng gì á. Đó các bạn cứ đảo được đều cho mình là ok nha các bạn. Ok các bạn, mình đã rang cái đậu tương, còn gọi là đậu nành này xong rồi các bạn à. Giờ mình sẽ bỏ ra ngoài cái thau luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ rang cái nguyên liệu cuối cùng của bài mồi ngũ cốc nha các bạn. Đó chính là mè. Mè ngoài Bắc còn gọi là vần á các bạn. Mình sẽ rang nửa ký nha. Nửa ký mè. Rồi. Các bạn có dùng cái thìa nè, các bạn đảo đều lên. Mè này thì chúng ta rang cháy nha các bạn. Rang càng cháy càng tốt. Để tránh cái mùi cái độ hăng á. Độ hăng nó không chưa chín tới á, nên nó sẽ không có hiệu quả các bạn. Nó bị hắc mùi á. Thì nên vậy chúng ta sẽ rang khác luôn. Rang nó cháy nhiều. Đó. Các bạn đừng để cho rang nó sống nha. Sống nó mồi ta không hiệu quả nha các bạn. Các bạn nên lưu ý nha. Các bạn nào mà có tâm huyết á thì các bạn mới làm được bài mồi này thôi. Thì bài mồi này nó cũng không phải là dễ làm. Tại vì chủ yếu là chúng ta rang cho nó phải thật là chuẩn, thật là đều với nhau. Và khi lúc đó chúng ta câu cá nó sẽ được hiệu quả hơn. Đó. Chứ mình không nói cái bài mồi này dễ làm nha các bạn. Bài mồi này cực kỳ là khó làm luôn. Đó. Chứ khi các bạn làm, các bạn xem video mình thật là kỹ. Xem 2-3 lần. Xem cách mình làm mồi như thế nào. Và mình rang lên được cái màu ra sao. Đó. Bảo quản như thế nào đó. Khi hôm đó chúng ta làm mồi và chúng ta câu cá nó đạt hiệu quả cao nhất được. Và mình biết là mình đăng cái bài mồi này lên sẽ có rất nhiều bạn sẽ không thích. Tại vì nó quá cầu kỳ. Đó. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ những cái bài mồi mà câu cá hiệu quả lên của mình biết lên cho các bạn xem hết. Vì vậy các bạn xem thì các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký chia sẻ bài mồi này để cho tất cả những các bạn khác cùng vào xem và cùng tham khảo cái bài mồi của mình. Đó, chứ không có gì hết. Đam mê mà các bạn à. Ok các bạn,
À, mình đã rang mè nó lên cái màu thơm khét như vậy rồi. Là ok rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ ra ngoài cái thau này luôn. Đó. Tắt bếp cho các bạn. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ xay cho các bạn xem luôn nha. Đó. Xay và bảo quản. Để cái đợt này mình có cái video test lại cái bài mùa này cho các bạn xem, test thử. Đây. Hiện tại là mình đang có cái máy xay các bạn à. Đó, máy xay ở đó. Bây giờ mình bắt đầu xay nha các bạn. Nãy giờ chưa thấy mặt mình, bây giờ thấy mặt mình rồi nha. Nghiêm điện vô. Khởi động máy nào. Đây. Rồi ta đây. Đây. Cái này các bạn để cho nó nguội đi. Xong rồi kiếm cái hũ gì đó các bạn bỏ vào. Xong rồi để kín lại là ok nha các bạn. Do mình hướng dẫn các bạn á, mình xay liền á, nó nóng quá các bạn à, nên máy xay chịu không nổi. Này đúng ra các bạn làm xong rồi bạn phải để nó nguội. Các bạn xay được nhuyễn được. Rồi, ok các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn làm một bài mồi ngũ cốc chiên câu cá trôi chép chấm và rô phi sang hàng cũ. Mình đã thử nghiệm và lên đất được rất nhiều cá từ bài mồi này. Các bạn cùng làm thử và trải nghiệm giống như mình nha. Và các bạn xem video nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.